gặp hơn những vui công của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc cho anh và cho em thật là nhiều sức khỏe. À dạ vâng, ban tổ chức chương trình chúng tôi cũng nhận được một lá thư từ anh ơi. Dạ vâng, anh sẽ gửi về chúng ta những ca khúc, những bài hát ngọt ngào nhất đến gửi đến toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin mời một bác gia đình họ nhà trai sẽ cùng trở về đây ở xa trường ai chứ lại bóng pin ông ơi. Gia đình nhà trai đâu rồi ạ? Alo. Alo. Thế xin họ tẩy ý của mẹ á. Sáng đô tổ đô làn hóa đó. Ồ mà quen quá gần thấy mừng quá. Thế xin mắt đó khi nào ấy. Ôi cửa chẳng kiếm bơ ma hả bơ lẩy. Cửa chẳng dọc chẳng mơ nỉ. Cửa chẳng ô sáng phú già tà nái ổ. Cửa chẳng kiếm mắt hả lẩy. Thế bán khẩu nòi mà. Ồ tổng đón táo mới sáng tẩy ý của mẹ này cô nó. Ồ mà chôm nhìn chôm ngon ở sáng đô tổ đô làn hóa đó. Thế bà khỏi đó là chứ sò khắp sáng làm cười vai nên cho thế bài em bà mẹ gửi ý chú phủ chú cốt này thôi chứ ít si là như nguyện áo xài sướng ấy nọ à xin mẹ mới hao mà cứ bị phải cái chú gửi ý của chàng trai gửi ý nó à dạ vâng mới em mà là hồ khả phù xe áo mà cứ bị tệ nửa phải cái chú khả phù xe có bị nồng ơi dạ vâng xin mời gia đình ở nhà trai sẽ trở về đây là áo xài sướng ai nó xin mẹ mới dạ vâng xin mời gia đình ở nhà trai ạ cắm nói cho quay khỏi chua anh đi. Alo. Alo à? Mời nhà trai đi ạ. Gia đình nhà trai ơi. Em mới có mẹ sờ một cáo mới em. Phan bố đại phú em già mà hậu xài sườn đó người không sống sườn đi. Và sườn có bền bước bền coi mắt trừ giòn trai trai ơi. Cùng với gầy tiếng ông phú già vẫn sườn nghe máy tin ông ơi. Đấy, sổ thế phần tăng có đại phú em già rồi tăng cũng trà hô mạo xài sườn với người con sống sườn ấy nọ phải sổ mới tăng ngại phú em già rú phương cũng trà rú mâu họ cần thử ma sườn khấu ở xài sườn với người con sống sườn ấy nó pin ông ơ pin ông hao cần cổ phú tăng phú gia tàn ai phương cũng trà ấy Mốt người mốt ý của mẹ ơi nó phao sằng tang tia rẻ đấy nó tía hằng tề đứa nó mới muốn cho mũ sòng làn ở đâu mốt người mốt ý vèo cằn ơ năng muốn thả khắp xe cho buồn trời xuống nông không đủ làn ơ đủ làn ông phúc cùn luôn bên hình xưa đây nó gửi ý tin ông này con ơ alo ê xin học tờ lầy có mấy răng một tăng em già rồi tăng cũng trà ơ khẩn mạo xài sườn đó người con đường sòng sườn có bà sườn khắp ơ mó sườn cô bó bình ơ bay khắp tay bó đẩy trời đang áo ơ làng cười tăng phú già tăng cũng trà cả giống như nó gầy ý kín ông ơ phải bị cha ma bẩn là chẳng hạn họ đi đâu xài chờ trái ơi là in sườn cần đế hùng tán à ôi tế bình báo sao ham là chẳng mắt thảm hà họ vẫn quê giàu đi đâu
จังดามาเรปาโอตัวเบาปอนเห็นเพื่อนโรรันดาลันเคยเอาตามขอนั้นยิ้มตกกว่างจริงนะโอ้ยเคยด่า
ปันเออลานอนี่ระนาบาความสังแน่นือเคยลาเคยรู้เนาะผู้เอ็นดาวตู้ขอหนึ่งสองเสียงวันนี้หรอน้องกับปู่กับบังขอถ้ามาน้องกับปู่ติ้งยามาจากเจดีย์เลยน้องเกิดเจ้าตู้ขอหนึ่งเป็นบุเป็นเกิดนั่นน้องปู่ตัวฮีกันเอานี่เลยบอลนะขอบคุณน้องส่วนฟ้าเอ้ยบ่มีมือเด้อมันจะจำก่อรอเบ้ยได้นำซะส่วนอมมันนะบ่มีเจอเด้อจะจำกันไอ้3บาทน่ะจะบ่มนจมดีรอเบ้ยเอ็ม7บาทจะบ่มีเพิ่มมนจมเด้อรอเป็นเฮ้โซ่
ขอเทียนังดาพี่น้องโอ้โหทั้งเอ็มจ่าทั้งผมสาวขับมวลแทบเลยนั่นดาเอ็มพ่อแม่ไว้กันนางมวลเออสร้างมดโลมดหลานเขามดเอ๋ยมดเอี้ยวเป็นเอิญเป็นเสื้ออะไรเด้ออีน้องนุ่งทุกข์ก้อนเนี่ยเอากันกินข้าวน้ำเมาเฝ้าเอากันกินแก้วน้ำเมาไปเพื่อแน่พี่น้องเอ้ยเอากันจ้อมกินจ้อมวนคำแซ่สร้างมดผัวเมียน้องนุ่งดูหลานเอ๋ยเยอะไม่เหินเสื้อตัวนั้นเอ๋ยพี่น้องเอ้ยไม่เห็นเหรอ